Không tập, gọi gọi ngồi xuống không? Bắt tâm luôn mới xa. Anh mau bắt tôm kìa. Misa có bắt không? Misa bắt giống giống mà. Không có sợ đâu. Nè bắt đi, bắt đi, bắt đi. Bắt cua nè, con cua. Ô con cua nè. Không có. Đâu có sao đâu nè, để trên bờ nè. Nè mình cột cái càng nó lại rồi. Đi ra đây. Để dây nó bò đi mà kèn. Bò rồi mấy đứa chạy hết rồi, ngồi xuống đi. Chạy mới vui. Ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đây ngồi quay quần. Ai can đảm đi. Ai can đảm đi. Ai can đảm đi. Nè. Bắt đi, bắt con đâu tôm, bắt con tôm lên đi con. Thôi khỏi luôn đi. Thôi. Ngồi xuống đây cho mày chụp hình. Không, bà kia phải mở Bi đâu rồi? Bi ơi, ra chơi với Bi xa nè. Nè, cầm đi, Bi xa cầm luôn đi. Đừng có đưa vô cái cạn nó kẹp nha. Con cá kẹp câu. Con cá kẹp cây không? Bi, ba đừng có nhắc em đó. Ba đừng có nhắc em đó. Bi nắm rau lên. Ủa Misa nắm đi, Misa nắm rau thôi mà. Ờ nó nằm bên em kìa nó. Ủa bé cua đâu rồi? Hả bé cua. Đi Misa qua đây đi Misa. Coi cũng cho lại xem nhà mẹ nhau. Xuống qua đây đi. Ông nội đâu rồi? Ông nội ngồi ngoài đó đó. Ở ngoài đó hả? Misa qua đây đi. Chị kiến thầy đó rồi. Ông nội vô con cô chị nội. Vô đây đi Misa. Đi về đi đó thôi. Ghét thằng Bi mà Misa đứng qua đó. Misa vô đây nè. Không. Hai con luôn nè, nó chết rồi, đâu có sao đâu. Đi ra đi mà. Đi ra đi. Misa vô đây đi. Xích chuột. Vô đi con, Misa. Đâu có sao đâu, nó đâu cắn mình đâu. Thấy anh không? Thấy anh hùng không? Nhìn đứt râu đó, đó đó đó. Ừ. Một con rồi. Thấy không? Tao có bị gì đâu. Tại thằng Bi nó đánh. Ừ. Bi nó chết. Thì Bi vô đây đi. Nhưng mà cái này nó vui mà nó hiền mẹ. Nó hiền mà. Nó hiền mà. Rồi Misa vô. Misa nhát quá. Ở đó đâu có mẹ. Nhát dữ vậy. Nhát dữ vậy. Gì vậy? Vậy? Anh chỉ nhét con cô thôi chứ anh không nhét con gì hết. Đứt một cái kèn rồi. Đứt một cái kèn rồi. Má ghê lắm. Cô là con cầm. Ba anh em xin nhận. Xu nhìn thấy ghê quá. Có kẹp không? Làm chị gì mà sợ dữ vậy sao? Làm chị bị gãy của nó rồi.
tôm. Con cua nó trắng tao. Dữ vậy ta. Hai ba. Chưa nha. Quay qua đây đi con. Qua đây nè, nó cho nó. Nắng. Cái gió. Được chưa bà em? Cô dẹp cái cây này đi, dẹp cái cây này nhỏ quá. Đi xa vô đi. Tôm chuyên nghiệp vào tách hội tôm ngay đôi hết rồi. Có kẹp tại con nhát quá, đâu có kẹp con đâu. Xu tắt vô đi, cột cái cạn nó rồi bà con. Yeah.